ở nhà ngoan lắm, nó ngoan hiền, ở nhà thấy nó ngoan hiền. Giờ coi nó biết, tính nó đi học ăn học thôi chứ đâu tính nó vậy đâu. Lên Facebook con xem anh đập heo N lên số 1 cái bài là thấy đã rồi con thấy khoái gần làm tiếp nữa. Dạ đủ đi chơi vòng vòng xong rồi cái vô tới trong nghĩa địa bắt đầu có khi 6 chiếc có khi 5 chiếc ở nhau một xe một chiếc hai người nhiều có khi kéo là khoảng 50-70-80. Ừ, kêu quay mục đích này quay cái clip này đăng lên Facebook nhận tương tác. Chết hết cho rồi, vậy đâu có nghĩ là con của mình. Rồi tới chừng bây giờ công an bắt lên nói là con của mình, nói là mới biết là hổng rày đua xe ở trọng là con của mình. Ngửi là còn chửi nữa, chửi là nghĩ là con của người ta mà cũng ra là con của mình. Rồi thiệt tôi không biết sao luôn. Qua quá trình điều tra, công an huyện Gò Dầu xác minh xác định được 9 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tổ chức thành một nhóm dưới 9 người đi trên 5 đến 6 chiếc xe mô tô đến khu vực cầu Bến Đình và khu vực nghĩa địa Láng Cát thuộc xã Cẩm Giang để tụ tập chạy xe tốc độ cao, biểu diễn. Chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, bông đầu, nằm trên yên xe điều khiển xe, chạy cùng lúc hai xe để thử xe và nẹt bô. Các đối tượng này đều nằm trong độ tuổi là từ 13 đến 15 tuổi. Và các xe mô tô mà số tưởng vi phạm là của cha, của mẹ, của anh, chị ở trong nhà. Khi mà làm việc thì phụ huynh đều không biết những cái hành vi của con họ vi phạm. Sau khi mà xem được đoạn camera mà công an cung cấp đó, thì tất cả phụ huynh đều rất bất bình về những cái hành động của con mình. Đau phấn khích, không có sợ mà giờ ra cảm thấy hối hận, cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Dạ con cũng cảm ơn mấy chú phát hiện con sớm, nếu không con cũng có lần 2, lần 3, lần 4. Mà nếu mà không bắt sớm thì cũng có một ngày xui rủi con chạy con cũng té. Chung là giờ chị xuống đây chị thấy công an làm việc thì chị mừng lắm thiệt. Chứ nếu mà gặp công an mà không điều tra ra được rồi có chuyện gì là mình sẽ khổ dữ lắm. Khổ dữ lắm. Thiệt chị cảm ơn dữ lắm, chị mừng lắm em thiệt. Vậy về chị nói hai chồng cũng nói công an hay lắm nhưng mà phát giác ra vậy là mình rất là ủng hộ lắm. Mấy chú công an mà bắt được hết tôi rất là mừng. Nếu mà không tố giác sớm nó làm nữa rồi nó làm nữa. Rồi đây rồi nó gây ra tai nạn to lớn dù bản thân nó không nói rồi còn liên lụy tới người khác. Cảm ơn mấy chú công an giao thông luôn đó. Công an huyện đã thu giữ được nhiều đoạn camera ghi lại diễn biến về hành vi vi phạm của đối tượng trên, đồng thời tiến hành lập biên bản tạm giữ 9 xe mô tô và tiếp tục xác minh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.